Taejun là bác sĩ đang trực cấp cứu tại bệnh viện. Hôm nay anh đã nhận được một ca cấp cứu mà bệnh nhân lại có nhiều dấu hiệu bất thường. Anh ta vừa bị một chiếc xe tông trúng nhưng vết thương khiến anh ta nguy kịch lại là do đạn bắn. Taejun lập tức sơ cứu giúp anh ta qua được cơn nguy kịch. Anh cũng không quên dặn y tá báo cảnh sát về bệnh nhân này. Khi anh ta đã ổn định trở lại, Taejun mới quay lại phòng siêu âm. Vợ anh đang mang thai và họ chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Mặc dù công việc bận rộn nhưng Taejun vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất để chăm sóc vợ. Nhưng khi anh quay trở lại kiểm tra bệnh nhân kia lại vô tình thấy một cái khả nghi. Hắn mặc áo blue trắng nhưng lại mang giày của quân đội. Thấy có điều mờ ám, Taejun liền kiểm tra bệnh nhân bị trúng đạn thì thấy các ống truyền đã bị cắt đứt. Anh ta nhanh chóng bị rơi vào tình trạng nguy kịch. Cũng may nhờ có Taejun mà anh ta mới giữ lại được một mạng. Khi cảnh sát tới điều tra, họ đã gặp gỡ Taejun nhưng anh lại có ý định né tránh. Nữ đội trưởng đã nhận định bệnh nhân này không phải người bình thường. Cơ thể rắn chắc của anh ta có được chắc chắn nhờ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Tối hôm qua tại một tòa nhà chung cư đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là chủ thầu của tòa nhà đó. Hiện tại bệnh nhân bị trúng đạn kia đang là nghi phạm lớn nhất vì nơi anh ta bị tai nạn gần với nơi xảy ra án mạng. Tuy nhiên còn chưa kịp điều tra gì thì bệnh nhân đó đột nhiên lại biến mất. Sau khi kiểm tra camera, họ phát hiện người đưa bệnh nhân đi là Taejun. Anh nói rằng bệnh nhân cần được chụp CT nhưng phòng chụp ở tầng 1 còn anh lại đang đi lên tầng 7. Trong khi Taejun hôm nay không có ca trực nhưng anh vẫn xuất hiện ở đây. Nữ đội trưởng lập tức thông báo cho cảnh sát đi cùng Taejun đề phòng. Còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bị Taejun đẩy ngã. Thế nhưng với sức của Taejun còn chưa kịp làm gì được đã bị anh ta cho ăn hành ra bã. Vừa làm Taejun luôn miệng xin lỗi anh ta và nói rằng anh ta vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Taejun nhanh chí quay sang máy kích tim trên giường bệnh, anh nạp điện vào máy rồi dùng nó bắn anh cảnh sát kia bật lại phía sau. Thì ra sáng nay, khi Taejun vừa tỉnh dậy đã bị một kẻ bí ẩn tấn công ngay trong nhà. Tên đó đã bắt vợ anh đi và đe dọa sẽ làm hại cô. Hắn yêu cầu Taejun đưa bệnh nhân bị trúng đạn ra khỏi bệnh viện an toàn. Vì an nguy của vợ và đứa con sắp chào đời, Taejun buộc phải làm theo lời hắn. Anh đã cố tình khiến bệnh nhân kia bị sốc phản vệ để qua mặt cảnh sát, sau đó lừa anh ta lên tầng 7 để khống chế anh ta. Có điều lúc này, bệnh nhân kia đã bị đánh thức bởi cuộc ẩu đả của hai người. Vừa tỉnh lại, anh ta liền dùng chân kẹp cổ khống chế Taejun, sau đó dùng bình cứu hỏa đập cong thanh giường để giữ anh ở đó. Anh ta thay quần áo rời đi, mặc cho Taejun giải thích rằng vợ con anh đang gặp nguy hiểm. Mọi chuyện đều đã được cảnh sát quan sát qua camera an ninh. Họ lập tức gọi người tới phong tỏa bệnh viện để truy bắt nghi phạm. Taejun phải khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi chiếc giường kia. Anh nhận ra mình cũng đang bị truy lùng vì tội giúp nghi phạm bỏ trốn. Mặc dù đã dùng chiêu trò để lẩn trốn, nhưng nghi phạm vẫn bị nữ đội trưởng phát hiện ra. Có điều cô đã coi thường người đàn ông đang bị thương này. Dù tay bị trói nhưng anh ta vẫn có đủ khả năng để khống chế lại cô và thoát khỏi đó. Anh ta vừa ra khỏi bệnh viện thì bị Taejun trông thấy. Có điều Taejun đã chậm một bước để người đàn ông đó thoát khỏi tầm mắt. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phải bất ngờ về thông tin của nghi phạm. Anh ta là Yao Hun, một lính đánh thuê đã từng được đào tạo trong quân đội. Sau một thời gian hoạt động ở nước ngoài, anh ta đã từ giã sự nghiệp và về nước được 3 năm. Ngoài ra, thông tin về Taejun đều là bí ẩn vì sai lầm vừa rồi mà nữ đội trưởng đã bị loại khỏi cuộc điều tra. Người phụ trách vụ án khi này là Song Gi-chun, đội trưởng đội điều tra đặc biệt. Mặc dù vậy nhưng nữ đội trưởng kia vẫn thấy vụ án này có gì đó mờ ám. Cô đã bảo cấp dưới giữ bí mật thông tin về Yao Hun và đích thân tới hiện trường điều tra rồi bị ngăn cản. Nữ đội trưởng phát hiện tại hiện trường vụ án đã xảy ra một cuộc truy sát bằng súng. Điều này cho thấy ngoài nghi phạm thì tại hiện trường còn có kẻ khác. Khi này, Taejun đang rơi vào bế tắc khi không biết trả lời tên bắt cóc ra sao. Đột nhiên hắn lại gọi điện tới, yêu cầu Yao Hun tới trung tâm thương mại để trao đổi. Taejun đã lừa hắn tới đó một mình vì hiện tại anh không biết Yao Hun đang ở đâu. Yao Hun sau khi thoát khỏi sự truy đuổi đã trở về nhà. Anh ta cắn răng chịu đựng tự mình xử lý vết thương để nó không bị nhiễm trùng. Sau đó bắt đầu điều tra xem nạn nhân của vụ án tối qua là ai. Đột nhiên lúc này có hai kẻ lạ mặt không mời mà tới. Chúng vào nhà Yao Hun lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì. Yao Hun nhận ra chúng chính là hai kẻ đã truy sát mình tối qua. Sau khi chúng rời đi, Yao Hun liền nhảy một con xe tức tốc đuổi theo. Thì ra hai tên này đã định vị được điện thoại của kẻ cần tìm nên đã đi tới trung tâm thương mại. Vừa hay đó lại là địa điểm Taejun được tên bắt cóc chỉ định gặp mặt. Hắn đã khống chế Taejun từ sau lưng và hỏi tung tích của Yao Hun. Cùng lúc đó, hai tên sát thủ khi nãy trông thấy họ liền lập tức truy đuổi tên bắt cóc. Taehun muốn biết tung tích của vợ mình nên cũng đuổi theo hắn. Rượt đuổi một hồi, cuối cùng anh lại chặn đầu được tên bắt cóc. Hắn luôn miệng nói nếu không chạy đi thì cả hai sẽ chết. Tiếp theo, hắn liều mạng nhảy xuống bên dưới, may sao hắn vẫn tiếp đất an toàn. Còn Taejun bị hai tên sát thủ kia lôi đi, chúng trói anh lại và dùng súng tra hỏi tung tích của Yeo-hun. Vừa dứt lời thì Yeo-hun xuất hiện phía sau cho hắn câu trả lời. Có điều không dễ để đưa Taehun đi khi chưa được chúng cho phép. Nếu Yeo-hun không bị thương thì cũng không cần phải chịu nhục như vậy. Anh ta lôi Taehun ra một chỗ an toàn, sau đó mới quay lại xử lý hai tên kia. Sau về kinh nghiệm chiến đấu thì chúng còn thua xa Yeo-hun. Một tên sau đó đã bị Taejun tạm thời giữ chân lại. Tên kia thì bị Yeo-hun cho một cước nằm đau ván. Sau đó anh ta
ta quay sang xử lý nốt tên còn lại. Vì thấy ở đó có nhiều người quan sát nên Yeo-hun đã tha mạng cho chúng rồi bỏ đi. Sau khi hai người ngồi xuống nói chuyện, Tae-jun mới hiểu được chân tướng sự việc. Hóa ra Yeo-hun có một đứa em trai bị thiểu năng, đó cũng là lý do anh ta từ dã chiến trường trở về nước. Anh ta muốn ở cạnh em trai để có thể bảo vệ cậu ta bất kỳ lúc nào. Gần đây, em trai Yeo-hun tìm được một công việc khiến cậu ta rất vui. Hôm đó cậu ta được giao nhiệm vụ đi lấy một gói hàng. Vì hôm đó là hôm lĩnh lương nên cậu ta đã rủ Yeo-hun đi cùng. Tuy nhiên khi Yeo-hun bước vào căn phòng đó thì tên chủ thầu đã bị sát hại từ trước. Có kẻ đã mai phục trong phòng dùng súng bắn anh bị thương. Yeo-hun phải nhảy ra bên ngoài để tránh khỏi sự truy sát của chúng. Nào ngờ chúng vẫn không buông tha mà quyết giết anh bằng được. Sau đó, Yeo-hun bị một chiếc xe tông trúng khiến anh phải nhập viện. Yeo-hun khẳng định em trai mình là người tốt nên sẽ không làm hại tới vợ của Tae-jun. Cậu ta làm vậy cũng chỉ vì muốn cứu anh trai mình ra ngoài. Đúng như lời Yeo-hun nói, kể từ khi bắt vợ của Tae-jun, cậu ta chưa từng làm gì tổn hại tới cô, thậm chí còn tỏ ra lo lắng khi cô bị ngất đi. Vợ Tae-jun là bác sĩ tâm lý nên cô đã phát hiện ra căn bệnh của cậu ta. Nhờ vào kinh nghiệm nghề nghiệp, cô đã nói chuyện với cậu ta và khiến cậu ta mở lòng với mình. Lúc này chỉ chờ cậu ta gọi điện lại cho Tae-jun là họ có thể dàn xếp được mọi chuyện. Tuy nhiên do Yeo-hun vận động nhiều khiến vết thương mất nhiều máu làm anh ta ngất đi, Tae-jun đã mang anh ta về một nhà trẻ bỏ hoang để sơ cứu. Anh dùng những vật dụng y tế ở đó để băng bó lại vết thương cho Yeo-hun, như vậy mới giúp anh ta giữ lại được mạng. Khi này, Tae-jun chợt nhớ đến nữ đội trưởng từng nói nếu có việc cần giúp cứ gọi cho cô. Khi Yeo-hun vừa tỉnh lại, ngay lập tức đã muốn rời đi. Tuy nhiên, khẩu súng trong tay nữ đội trưởng lại không cho phép anh ta làm điều đó. Sau khi biết hai người bị truy sát bởi hai kẻ lạ mặt, nữ đội trưởng đã nhận thấy vụ án này không đơn giản. Nhưng lúc này, Son Ki-chun và cấp dưới của hắn đã tới để tiếp nhận hiện trường. Hắn yêu cầu nữ đội trưởng kia bàn giao lại nghi phạm, nhưng cô lại nói cho hắn về việc hai người kia bị truy đuổi. Đúng lúc này thì hai tên sát thủ truy đuổi họ xuất hiện và một tiếng súng nổ vang lên. Son Ki-chun đã bắn chết nữ đội trưởng ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hóa ra hai tên sát thủ truy đuổi Yeo-hun lúc trước lại là cảnh sát. Son Ki-chun đã đổ lỗi cho chúng tội tác trách và xử phạt một tên để làm gương. Hắn nói rằng vai trò của những kẻ như hắn không phải chỉ là truy bắt tội phạm mà còn tạo dựng bằng chứng giả. Chúng giống như những biên kịch có thể tạo dựng một vụ án từ không có thật thành có thật. Đúng lúc này thì em trai Yeo-hun gọi điện tới hẹn địa điểm gặp mặt. Tình cờ Son Ki-chun lại là kẻ nghe máy. Hắn định xử Yeo-hun luôn tại đó nhưng đàn em của hắn nói hãy để chúng dọn dẹp. Trước khi đi, Son Ki-chun còn cảnh cáo chúng nếu không làm xong việc đừng có vác mặt về gặp hắn. Tuy nhiên chúng đã quá coi thường bản lĩnh của Yeo-hun. Dù bị dí súng sát đầu nhưng anh ta vẫn xoay chuyển được tình thế và khiến kẻ định giết mình đắp chiếu trong một nốt nhạc. Khi anh ta định hóa kiếp cho tên còn lại thì Tae-jun đã ngăn cản. Họ phải rời khỏi đó vì cảnh sát khác đang tới, đó là cấp dưới của nữ đội trưởng và họ chắc chắn không để cho hai người yên thân. Quả nhiên ngay sau đó, nữ cảnh sát đã tức tốc đuổi theo họ. Cô còn thông báo cho đồng nghiệp tới để vây bắt bằng được hai người. Thấy đã hết đường chạy, Yeo-hun quay xe vào một bãi phế liệu bỏ hoang, vậy mà cảnh sát vẫn dí sát phía sau họ. Cũng may nhờ một sự cố mà họ đã cắt đuôi được nữ cảnh sát kia, tuy nhiên hai người đã tới chậm một bước. Vợ của Tae-jun thì không thấy đâu, còn em trai Yeo-hun thì nằm bất động tại chỗ. Khi đám người Son Ki-chun tới, cậu ta tưởng rằng cảnh sát tới giúp mình nên đã giao ra vợ của Tae-jun. Nào ngờ khi họ vừa đi khỏi, Son Ki-chun đã lần mặt ngay. Hắn trách cậu ta đã làm hỏng chuyện của hắn và còn chê cười bộ dạng hiện tại của cậu ta. Em trai Yeo-hun đã bị hắn hành hạ tới mức không còn động đậy. Trước lúc tắt thở, cậu ta đã kịp nói lời xin lỗi với Tae-jun. Anh biết cậu ta không hề có lỗi mà mọi chuyện cậu ta làm đều là vì anh trai mình. Lúc này, việc quan trọng là phải tìm ra vợ của Tae-jun. Họ biết Son Ki-chun sẽ vẽ lên một kịch bản để khiến họ trở thành hung thủ của vụ án và truy bắt họ. Đó là điều mà hắn giỏi nhất. Hai người đã tìm tới một tiệm sửa xe nhỏ để tìm một người quen của em trai Yeo-hun. Chính anh ta là người giới thiệu công việc cho em trai anh. Từ lời của người đó, họ biết được em trai Yeo-hun thường xuyên nhận việc từ một tên đại ca xã hội. Không nghĩ ngợi gì, Yeo-hun liền xông thẳng tới hang ổ của hắn. Máu báo thù của anh ta lúc này đang sụp sôi, gặp thằng nào cản đường là anh ta bêp thằng đó. Đám giang hồ mõm này sẽ thấy được cơn phẫn nộ của một người từng là lính đánh thuê sẽ như thế nào. Anh đánh hết từ bên ngoài vào đến bên trong, từ tầng dưới lên đến tầng trên cùng. Tất cả chúng đều liên quan đến cái chết của em trai Yeo-hun nên anh ta sẽ không tha cho bất kỳ tên nào. Tên đại ca đang thư giãn bên trong thì bị Yeo-hun đánh cho tối sầm mặt mũi. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì lại nhận liên tiếp cơn phẫn nộ của anh. Cũng may Yeo-hun vẫn tỉnh táo giữ lại cho hắn một mạng để tra hỏi. Hắn nói rằng Son Ki-chun là kẻ chuyên nhận tiền để dàn xếp các vụ án và ngụy tạo chứng cứ. Hắn là tên cấm bẩn ham tiền bậc nhất, chỉ cần chỗ nào có tiền là hắn sẽ nhảy vào chỗ đó. Tên chủ thầu đã chết chính là một món hời lớn. Hắn đã biến tòa chung cư từ vài chục tỷ trở thành vô giá để có thể bỏ túi chót lọt. Có điều đối tác của tên chủ thầu đó lại tham lam muốn cuộn toàn bộ lợi nhuận nên đã thuê người giết chết hắn. Son Ki-chun đã nhận vụ đó vì khi xong việc hắn sẽ được 50% lợi nhuận. Vì biết Son Ki-chun là kẻ nham hiểm nên tên đại ca đã quay lại cảnh lúc hắn giết người để phòng thân. Có bằng chứng phạm tội của Son Ki-chun trong tay thì lo gì không đạp đổ được hắn. Tuy nhiên lúc này Son Ki-chun lại có nước đi mà họ không ngờ tới. Hắn đã tuyên bố với truyền thông rằng Yeo-hun là kẻ sát hại chủ thầu và anh cũng là nghi phạm trong vụ sát hại em trai mình. Nhìn thấy vợ mình đang bị Son Ki-chun lợi dụng, Tae-jun đã không kiềm chế được mà tới thẳng sở cảnh sát đầu thú. Anh đã gọi trước cho nữ cảnh sát từng truy đuổi mình để nói cho cô toàn bộ sự thật.
chiếc bút ghi âm của nữ đội trưởng đã chết chính là bằng chứng chứng minh lời nói của Tae-jun. Biết anh đã tới sở cảnh sát, Son Ki-jun liền tìm cách bưng bít mọi chuyện. Hắn tuyên bố rằng sẽ giết Tae-jun và Yeo-hun để kết thúc mọi chuyện mà không ai trong sở cảnh sát này dám lên tiếng. Nhưng Tae-jun không còn là anh bác sĩ yếu đuối của vài ngày trước nữa. Anh dám nhìn thẳng vào mắt Son Ki-jun mà đe dọa hắn rằng anh có bằng chứng để hạ gục hắn. Đúng lúc này, Yeo-hun gọi điện tới với bức hình Son Ki-jun giết người. Anh ta đã hẹn gặp hắn tại sở cảnh sát để cùng trao đổi. Son Ki-jun lấy lý do phát hiện ra tung tích của Yeo-hun để điều hết cảnh sát đi truy bắt. Khi hắn tưởng rằng Yeo-hun không dám tới thì một vụ nổ xe chính là câu trả lời của anh ta. Vụ nổ đó đã khiến tất cả cảnh sát phải quay trở về để ứng cứu. Bên trong sở cảnh sát, Son Ki-jun đã ra lệnh cho thủ hạ trừ khử vợ chồng Tae-jun. Có điều Tae-jun đã tự mở còng tay và thoát được ra ngoài. Anh đang định bỏ chạy thì thấy Yeo-hun phóng xe lao vào trụ sở. Anh ta đạp ga hết tốc lực rồi nhảy ra khỏi xe để mặc cho nó lao về phía trước. Son Ki-jun cũng phải há hốc mồm vì độ điên của anh ta. Sau đó, Tae-jun đã đi tìm vợ để Yeo-hun ở lại dọn dẹp đống hỗn loạn do anh ta gây nên. Vợ Tae-jun hiện tại đang bị một nữ cảnh sát đưa vào nhà vệ sinh, mặc dù cô đã phản kháng nhưng không đáng kể. Khi cô sắp bị treo cổ đã nhanh trí kích hoạt khuy cài áo trước đó Tae-jun tặng, tiếng nhạc vang lên đã giúp Tae-jun ở gần đó tìm thấy vợ mình. Anh vừa xông vào thì đụng độ ngay với cô á kia, hai người đang vật lộn thì một nữ cảnh sát khác xông vào. Cô biết cô á kia cùng phe với Son Ki-jun sát hại sếp của mình nên mới tự tay xử lý cô ta. Bên ngoài, Yeo-hun đang phải đối đầu với đàn em của Son Ki-jun. Vì chúng có súng nên Yeo-hun phải ẩn nấp, lợi dụng cơ hội phản công lại. Xử lý hai tên này đối với anh dễ như trở bàn tay. Khó nhằn nhất là Son Ki-jun. Hắn xách ra khẩu shotgun bắn liên tiếp về phía Yeo-hun mặc cho đàn em hắn đang ở bên dưới. Một kẻ tiểu nhân như hắn khi bị dồn đến bước đường cùng thì chắc chắn không ngại gì mà hy sinh người khác. Yeo-hun đã nhân cơ hội hắn lơ là nhảy vào chiếc xe khi nãy. Anh xuất hiện từ sau lưng tặng cho hắn một đấm trời giáng. Thấy Yeo-hun bị thương, Son Ki-jun còn nhân cơ hội tấn công vào vết thương của anh. Hắn làm thế để ép Yeo-hun giao ra chứng cứ phạm tội của hắn. Có điều những chứng cứ đó hiện tại đã được cảnh sát tìm thấy ở bên ngoài. Sai lầm của Son Ki-jun dám làm nhục mạ em trai của Yeo-hun. Anh có thể bỏ qua bất cứ điều gì ngoại trừ việc người khác chê cười em trai mình. Yeo-hun xôi máu đứng dậy giáng từng đấm vào mặt Son Ki-jun. Những gì em trai anh ta đã phải chịu đựng giờ sẽ bắt hắn nhận lại gấp bội. Tới khi cảnh sát xông vào, anh ta vẫn chưa chịu dừng tay. So với những gì hắn làm với em trai anh thì hắn vẫn còn chưa thấm thía gì. Khi Yeo-hun bị khống chế và đưa đi, anh ta vẫn ngoái đầu lại nhìn gia đình Tae-jun được an toàn mới yên tâm. 4 năm sau khi Yeo-hun ra tù, anh ta không nghĩ rằng vẫn có người đang đợi mình. Gia đình Tae-jun đã đợi ngày này suốt 4 năm nay để nói lời cảm ơn với Yeo-hun. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ, Yeo-hun cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Anh ta tin rằng em trai mình ở trên trời cũng đang mỉm cười dõi theo họ. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo. I love you Trịch Trịch. Bye bye!